入境明天有七个人，七八个人要来做那个超度他们的祖先，早上会在这边吃饭，在这边吃饭。可是做仪式的时候，我想问你帮一个忙，或许你需要煮饭啊。 OK，没关系。明天阿妹也来。明天早上就往。因为是做仪式的时候，我们需要帮忙他们，告诉他们怎么供香。供香。对，没关系，你可以问另外一个人。 Ngày mai có cái cầu siêu cho tổ tiên, một cái nhóm người đó họ tới đây, họ cũng từ xa tới, có người anh em ở khoảng 7-8 người, 7-8 người tới tới buổi sáng. Khoảng tới thì khuyên tới niệm Phật một tí để tạo công đức kết duyên với pháp với tổ tiên, rồi sẽ dùng ngọ thành kiên. Cái đó là chắc nhờ người đứng đây để mình giúp cho họ, chỉ cho họ cách cúng hương thôi, không có gì khó khăn. It's no big deal. We'll find some volunteer to help show them how to offer the incense and that thing. You know, the third person stands there and show each one that comes up how to do it. Okay. Có người đứng đó để chỉ cho họ cách lúc mà lên đó, chỉ họ cúng hương đó sao này nọ thôi. Giản gì cũng có gì khó hết. All right. Let's see. Today, I guess, I was busy in the afternoon. Chiều nay thì hơi bận một tí. So I had to go take care of some things. Đang lo bận, đang làm việc trong phòng. So I noticed that you were practicing without me. Chiều nay quý vị luyện công không có thầy. So you share your experience this afternoon. Có ai, tức là chuyên chuyên, So today I'm busy doing some work, and therefore I wasn't around, and I noticed people working here or practicing here. So what is your experience? Everyone is leaving now. Ai cũng tủm tỉm cười. Did you do so badly? Did you freeze at the end too? Like during the reverse transfer, do you remember the tune? Yeah, it's the same as incense phrase. It's slightly different in the end. It's the same thing. Same exact thing. Well, anyway, I figure you might have some problems since you grow so dependent on me that I want to see you how you would figure it out. It turns out, you know, your kung fu is not bad. Otherwise, you freeze. You'll be frozen already. Cái ông này cũng được, công phu có tí công phu. Chứ không thường thường mà ngồi trong đại chúng như vậy, làm đứng đại chúng như vậy, đứng đó là khớp dễ sợ, khớp dí dễ sợ. Alright, so anyone would like to share with your experience for the Chan Chi, the Phổ Chi? Ai có cái muốn chia sẻ gì không với cái Phật thất này? Anything you like to bring up? Yes? Con thấy rất là an toàn, thấy người ở nhà, con nhìn vào kia, con đứng là nhiều. Nhưng mà về đây là con bị
không ngủ đâu, nhập đó, nhập định đó. Ông biết nhưng mà ông nói ngồi ông nhập định ngay, ông quỷ đó. Đó. Ông muốn làm cho chỉ ngồi muốn nhập định không à? Ông kinh lắm, ngồi đâu nhập định đấy. The Venerable Bhikshuni, she want to share something with us. She says she has the opportunity to come here to practice with us during this Four Chi for 5-6 days. And she's realized that she really enjoys it because she's able to recite the Buddha's name with better concentration than at her temple. And it seems like concentration is better, this afternoon when I wasn't around, only in this afternoon that buổi sáng không khác hả? In the morning I was here, she saw no difference. But in the afternoon, I wasn't around for the afternoon. So she noticed that she had pain. She couldn't sit very long, and her head is not as clear as usual as the prior days, and the concentration is not as good. So maybe she has too many false thinking. Chắc cô vọng tưởng nhiều quá. Rồi chuyện thì chuyện ở tùng mà ta cho quay bị chiêu nị ta xua lại sư miêu chưa xin là sư hộ ta hẳn hẳn xỉ hoan nhưng quay hình quay ta có gì ta là ta đã có gì chú ý niên phổ như chỗ bị trao dầu dụ tiên hay sư hay sư xin lĩnh sẽ là hình hình họ sang thì hình khôn mà yêu nó mà đua quan trọng cơ sư thiên thiên chào sang mấy vấn chỉ cơ sư xa vụ vụ vũ trại rồi ta rân sư sư chào đó nhiều thôn bu cơ gì bu cơ gì phản thuệ về sư bu cơ gì niên phổ nó mà hảo有很多妄想，所以我说，你妄想的太多了。刚刚在唱，个多风见了个多风，没唱。你现在你 afternoon， 这是我 in from 一个刚刚讲的问题来了。Là buổi chiều mà cô ăn trưa xong cô vào là cô ngồi thiền hay là niệm Phật là cô ngủ gật ngủ sướng lắm, nghe kinh ngủ sướng, ngồi xuống là mấy là ngủ mơ màng sướng sướng. Rồi buổi diễn xe ra this afternoon she doesn't know what happened but she recited Buddha's name and she dozed off. I say that's her problem. Every Sunday afternoon she eats lunch and then we have a lecture and then she dozes off. You know, or during the time, she dozes off after lunch. She enjoys it. I mean, look at her. Oh wow, she's so happy. Sung sướng dễ sợ. Ta说的这个今天下午他是好像是念佛的时候就睡的睡觉了，睡觉了很好。很容易啊，老师，我觉得我们念佛的过程和下午啊，好像要大的问题是没有，不过我们人比较少，人比较少。那么等到最后将近五点的时候，我们做那个总结，那么唱那个进度账的时候，调教，所以讲一下子的时候，才大家合起来还看得了。啊哈。这一点的时候，我们感觉到我们还学的不够。对。老师不在的时候，我们就乱
对，你们不注意，我你们靠我太多。整天依靠老师。嗯，对。So she says, Wu Qing says, she says when they do doing the river transference, they couldn't remember the tune, and it took a while before they got it. They got it, and so I said, you two rely on me. You just sit there and just loaf around. You just wait. You don't. You really don't take initiative. Thế bà này mà nói là buổi chiều lúc mà hồi hướng vãng sanh đó, thì bỗng nhiên không ai nhớ được khi không ai nhớ được cái lời ca tụng đó. Rồi bây giờ lúc mới nhớ lại được. Thầy mới nói là quý vị là ỷ lại về thầy quá, cái gì cũng đời thầy làm hết rồi chạy theo thôi, chứ không chịu tự ý làm. Okay, we've been doing this rebirth transference for several years. Mình làm cái hồi hướng vãng sanh là mấy năm trời rồi. But no one remembers, không ai nhớ nữa luôn nè. This is incredible. Làm mấy năm trời không ai nhớ được nữa. Says only that mistake, right? That's a small one. Một cái lỗi đó thôi. Okay. Okay, anyone else? Có ai thắc mắc gì khác không? Không nói gì khác không? Hoặc có thắc mắc gì khác không? Anyone would like to bring up something? A question or something? Yes, sir. Oh, just my experience, I was struggling to try to be loud enough. my voice isn't quite altogether because I'm a little sick, but in general, I think it's harder when you're the weino and you have to lead the whole assembly. I typically have a harder time. Like, I feel like there's more strain on my voice when I have to lead a whole group as opposed to if I'm just by myself. Why is that? I don't know, I guess you have to kind of carry the weight of the room, maybe, in some sense. Nhưng mà nói là ông thấy cái làm Gina khó lắm, mà tại vì ông hát cái giọng nó không to, mà ông thấy như là ông thấy rất khó khăn. Thì hỏi tại sao vậy? Vậy cái thằng nít này sao á, cái gì phải nói cho nó hết. You can't figure it out. You know, những guys là such babies, mấy người toàn nít quá. Thầy không ai dạy hết, từ đường ngồi đó mà nghiệm ra. No one ever taught me anything. I figure it out. I have to tell you every single little thing. Mỗi gì, cái gì phải chỉ từng ly từng tí á. Ngồi phải chỉ, đi phải chỉ. The way you sit, the way you walk, you're supposed to observe. Pay attention. Ở chùa phải chú ý, chứ thường ai dạy đâu. Now when you sit, your long rope is way behind you. You sit behind me already, you see me when I sit down, you see my long rope sticking out? Little things like that, you don't pay attention. Cái áo mà ngồi, mà nó tuột ra phía sau, giống như cái đuôi, như đuôi chuồng vậy đó. It's you know what they call that long rope sticking behind you? It's a fox's tail. You cannot be trusted. Người xuất gia mà cái áo nó lòi ra như vậy là cái người giống cái đuôi chuồng vậy, cái đuôi chuồng vậy, không tin người ta được. Không có, nó còn sa duyên phải đại đọa cho nó quen, quý gì, không có quý. Lúc mà thì kheo rồi là đại đọa nó không được nữa, thì kheo đụng tụi nó không được nữa. Thì kheo đi là xong, quý vị là xong, thầy cũng có tư cách mà đụng nổi. Bây giờ mới nó gõ đầu nó mới nghe lời thôi, tập cái thói cho quen. She says, you American, you a white boy, and yet you leave the home life and you're doing very well. He says, no. He's maybe white, he's maybe a boy, but I need to abuse him until he's become fully ordained. Cái thời này thời quan trọng lắm. Cái thời này mà huấn luyện mà nó không đập vào đầu, nó không nghe lời là đưa mình làm thi kheo là
bỏ qua này. This time is critical. If they don't take abuse when you become a bhikshu, it's impossible. You can't teach them anymore. Quý vị biết, dạy không được nữa. I'm too experienced. Thầy quen quá nhiều, thầy thấy quá nhiều. Sao? Uh-huh. Không phải, cô Phước Từ có tụng hay lắm mà. Không có hả? Cô Phước Từ có tụng hay lắm mà. Phước Từ với Hằng Lượng tụng giỏi lắm mà. Họ không biết tụng hả? Tụng máy hả? Còn biết không? Nó tới đây 3 năm trời nó ăn cắp pháp thầy. Thầy tỉnh bơ. Hở nó ăn cắp. Thành nó không dạy hết. Nó làm trạch biết bao nhiêu thứ thầy cũng nói gì hết đó. Mà con không biết á. Thầy mà khó nói là đang dạy nó, sửa lưng đó. Chứ còn khi mà sau rồi không ai dạy hết đó. Người ta khinh nó. Nó trời mày giá trắng. Không biết tu. So she says, Guyin says, that she's been here for 5 years now, and now she enjoys his morning recitation from Venerable Xianjie, because he did good, because she's actually reciting better this morning. Guyin was weird. Mấy bà của ngân khi nào cũng đi ngược đường ngược đời hết. And I said, but you've been here reciting with the other nuns, in the morning. Yeah. Bà này chịu khó lắm. Trước đó có người mà chở bà tới dậy sớm là 4 giờ sáng. She would come here 4 or 5 in the morning and recite, right, with her buddy. Her buddy comes to her house, pick her up and drive here. Bồ của bà chở bà tới đây rồi đi tới đây tụng công phu khuya. Giỏi lắm. And I said, how come you've been reciting for 5-6 years and the other nuns said, no, okay, no, they all use the machine, the CDs. Yeah. Mấy cái okay là toàn là dùng máy không. Cái tụi này, ông này cũng dùng máy. Sáng nay thầy làm ông chụp gì đó, đột kích ông đó chứ. Ông bắt ông, lần đầu tiên không có dùng máy. Okay. They're protecting you. This is not right. They said you did well compared to a lot of, but actually you've been relying on the CD too, haven't you? You've been doing the same exact thing than Phu Tse has been doing. Yeah, for a while we were off of it, but then recently we got some comments that we should be following it, so we're back. No, you should not depend on the DVD. You should not depend on the CD. Không nên theo cái dĩa. 3 năm trời, cái cô cái tụng cái dĩa thầy tỉnh bơ. Chật quá rồi, mình tỉnh bơ. Nó sợ mũi mình mà. So the other nun, the short nun who came here to steal my dharma. She's been doing wrong for 3 years. I didn't say a single word. I didn't correct her anything. She thought it would outsmart me. Cái thói, đồ quỷ. Mày đâu có biết đâu. Thôi chắc là người ta nhắc đừng có ngủ con ơi. Đáng lẽ nó lịch sự lắm á, thường thường á, nó tới nó biết làm gì không? Không, cái này giống là mình đang ngồi vậy đó, đang làm công việc đó, người ta là hỏi mình cái gì mình một cái. Không phải ngủ hả? Lúc ngủ gật không ai cầm tới cầm nữa tay. Thì giờ tí phong. Thầy không biết nữa. Chắc là vậy, nó đi nó đụng, nó tới nó đụng.
Mấy người mà nhảy đi nhiều khi quỷ đi con quỷ nó tới nó đụng mình cái. Quái âm mấy người mà nhảy đụng nó được. I don't know. She says sometimes she feels like someone touches her. I say I don't know. Sometimes the ghosts and spirits, and when you're sensitive, you can feel them. They can touch you. When you touch them, you can feel them. Okay. Anyone else? Ai có muốn nói gì nữa không? Có muốn thắc mắc gì không? Nhập lạc có chuyện gì muốn kể không? Cô này có nhiều chuyện kể lắm. She ruler. She has a lot of stories to tell. Đọc sách đâu hay vậy? Kiếm đâu ra internet hả? À, trên mạng đó hả? So she bought books from bookstore about the sage monks and stuff like that, and she seems to enjoy the stories. Thích nghe đọc mấy chuyện nữa hả? Hay hả? It's pretty good. Yeah. Ta biên lại. Hay lắm, mấy sách là hay lắm, tại vì thì mấy người sư làm hay lắm, là tò họ cái gốc mà kinh mà bên mà tiếng Pali của họ đó, cái nguồn gốc câu chuyện nó khác. Còn câu chuyện mà bên cái tạng mà từ tiếng Phạn á thì nó khác nữa. Cho nên nhiều khi cùng một cái vị tăng đó, thánh tăng đó, câu chuyện nó khác. Nó khác chút. Nó xen kẽ. She says that there's a lot of Theravada monks who combine the stories to write the book. And I said it's wonderful because these monks are from the Theravadan tradition, therefore the Pali store has a slightly different version, different angle, because they want to emphasize different things in their Pali teachings. Whereas the Sanskrit teaching, where the Chinese store comes from, emphasizes more on the Mahayana angles, and therefore they have a slight variation. So it's very wonderful to read these stories and compare these versions. Okay? Anyone else? Ai có muốn nói gì nữa không? Why? That's going to be a short lecture tonight. Không ai muốn nói gì, mình có thể mình chấm dứt xong mình đi về nghỉ sớm. There's nothing to talk about. I'm not here. I don't need to buy time. Thầy không cần phải phí giờ quý vị. Mình có thể kết thúc sớm, đi ngủ. Tu thừa nữa. Dạ, Quảng Ngân sao? Mai là 10 giờ là bắt đầu làm cúng ngọ. 10 o'clock tomorrow, we go into the lunch ceremony right away, no break. Mình kết thúc 9-10 giờ mình lập tức làm lễ ngay lập tức, tại vì mình có làm hai lễ vừa duyên thọ với lễ vãng sanh. Because you need to do both the lunch ceremony and the medicine master transfer as well as Amitabha transfer. That's for it's going to be two transferences to complete the assembly. Okay, thành ra 10 giờ mới bắt đầu. Thì cũng cúng ngọ chứ khoảng chừng 10:40, 10:45 là xong rồi đó. Okay, so we start at 10, we should be done by about 10:40, 10:45. Okay. Bây giờ, 我想应该十一点。45分钟就可以吃饭。
So we can probably start eating around, have lunch around 10:45, around there, 10:45, 10:50 maybe. Thiền pháp thì 9 giờ tối ngày mai bắt đầu. Dạ. Từ thứ chủ nhật thì có một cái bà đó là bà không biết Tàng có biết chuyện đó. Có nhờ Tràng tới hả? Có kêu Tràng tới không? Có bận không? Chủ nhật sáng ngày nhật có một cái người người lúc trước làm anchor woman là gì tiếng Tràng ha? Người mà đọc tin tức trong đài truyền hình đó. Không không, cái này là cái phóng viên là còn nhỏ, cái này người lớn lắm, cái này là bà ngồi trong cái đài, ngồi bà cái đài truyền hình đó, bà ngồi đó bà đọc cái tin tức. Cái này lớn lắm á. Nó khó lắm ạ. À, sứ ngôn viên trước đài CBS, mà đài CBS cái cao lớn lắm ạ. Đài CBS một cái đài lớn trong này. So there is the ex-anchor woman from CBS who wants to come here, and she's interested in exploring the possibility to do a documentary on the Shrears. Thì cái bà này bà muốn tới, bà muốn xin một tiếng đồng hồ để bà muốn nói chuyện, để bà phỏng vấn, bà coi thử là bà có thể bà dự tính làm một giờ phóng sự về cái xá lợi. So she plans to do an hour's worth of a documentary on the Shriers. So it's quite a surprise because we such a small time for such a person to even be interested. Chuyện lạ lắm, tại vì chúng ta chùa nhỏ mà không có gì hết mà tự nhiên ta thích ta tới ta làm những chuyện rất là lạ. It turns out that she's a người Mỹ. Người Mỹ mà làm được sứ ngôn viên của đài lớn, mấy người đó là thứ gộc đó, học quen lớn lắm, học quen toàn mấy người quan trọng không ạ. So phỏng vấn thầy với thầy Hiền Trì để hỏi về cái chuyện xá lợi ra sao này nọ rồi. Thường thường họ làm như vậy xong họ qua thử họ nghĩ đó, các con phải hiểu là họ không phí thì giờ họ tốn tiền lắm. Họ mướn, họ có sẵn mấy người tới chụp hình này, cái ông đạo diễn này, ok, rồi người mà producer này, producer tiếng Việt cái gì con? Người là tất cả, hả? Cái người sản xuất, nghĩa là ta lo từ đầu, cái người mà lo chuyện chạy tiền đó, producer là người chạy tiền đó con, chạy tiền mới chạy với cái chạy sẽ bán chỗ nào đó, mà giữ đó. Bà tới, trước khi bà tới là bà lo ba người như vậy, có người sẽ không biết nữa. Bà đòi nhiều người như vậy mà cô Vicky có nó không, nhiều người quá nó hơi phiền, tại chúng tôi bắt đầu thiền thất, thành bà Vicky không thế nào. Người thầy nói mình sẽ hợp tác với bà, bà cần gì mình sẽ cho bà cái. So she on her own decision, she wanted to come and bring a director, a producer and a cameraman to start to talk to us, to take some documentation and maybe then make a proposal to the TV stations and to the channels. Thường thường họ tới như vậy, họ bắt đầu quay thử như vậy, xong về họ ghép làm một cái phần khoảng như 2-3 phút, xong họ đi gặp mấy cái đài lớn đó, mấy đài lớn họ bán cái như vậy. Thế nên họ phải làm trước như vậy đó, mà nếu mà họ xúc tiến được á, họ được tiền á, họ được cái contract thì họ sẽ làm. So what happened is they need to do a so-called pilot first, a small sample first, and then go and then present it to the big channels like Discovery and so on, and then they sell it to them, and if it's acceptable, amenable, then the channels will sign a contract and pay them for it, okay? It is very good exposure if it happens. Very good exposure for the Shriers. And nếu mình thực sự xảy ra được như vậy thì nó rất rất là tốt cho cái sưu tập xá lợi xíu này. Okay.
And it's interesting because this woman here is also a spiritual. She decided she wanted to do it. We never approached her. Cái chuyện lạ lắm là cái bà này bự nhưng bà quyết định bà làm như vậy tại bà muốn, bà thấy, bà nói là cái bà thấy được cái giá trị của sưu tầm sách lời mình nó quý quá nè, sưu nó rất là quý, bà hiểu cái giá trị đó, thành ra bà nói là bà phải chụp trước, bà phải làm để người ta biết là cái sứ này nó mình có được cái kho tàng như vậy. So she has some spiritual understanding, so she realizes that the Shura collection is a tremendous spiritual asset of this country. Therefore she wants to do a documentary and share it with the world. Thành ra chuyện lạ bà tự động bà làm chứ mình thấy cái này thiệt là bà hiểu được cái giá trị cho người da trắng. And so this is a white woman who understands the value of the Shura. Mà biết cái này là nó một cái những cái quý vật rất là linh thiêng của cái tôn giáo mà hiểu được như vậy. So she realizes these are sacred relics, sacred. You know, you guys are so spoiled. You think it's no big deal because I'm very low key and easy going. Cái gì cứ coi có vẻ không quan trọng, nhưng thực ra tài chính thầy nó xề xòa. Chứ còn thực ra cái sao lời nó lớn lắm. Cái gì không biết, trước thầy tu là thầy chỉ nghe nói thôi mà nói cái sao lời chắc cả đời mình chắc không bao giờ có được một ngôi đâu. Nó thiệt cái gì lúc đó thầy nghe là chắc không bao giờ mình có được đâu. Sinh ra hả? Rồi hỏi ông Tràng ấy, thầy đâu có biết hả? Hỏi ông Tràng thầy không biết gì chuyện này hết á. Không bao giờ xin ông bóp của thầy hết á. A lot of monks and nuns, they don't believe these things. They think the shuras are like a phony or something, fake or something. Too many phony things out there. And so they don't believe it. They don't think it's a big deal. But people have experience. They grow things like they appear in people's purses and people's briefcases. Just like that, the Travit and this lady here. And then also Travit, the furs are all changing to white or clear. Đổi thành màu trắng là màu trong. It all become clear. He's got a lot of colored furs and then they all become clear. Tha the Shirley, biên là mấy dầu sơ, diễn sơ đó. Súng dỗ họ sang theo bị phan xua lãn sơ đó, biên thành mấy dỗ sơ đó. Sự thu nhịn đó. Hết hay là còn có nào không đổi màu không? Có. So she has 7 yellow ones and 2 clear ones. Mà cái đó nó đổi. Oh no, he hasn't changed colors. Okay. How come his wife came to me and said, "My husband, he asked me to ask you, how come his shirts became white?" Okay. Chắc không biết. I don't know. Questions? Ai thắc mắc gì không? Thì khó tin thiệt, mình thông cảm chuyện đó. Sao biết đời buổi này ai cũng đi lường gạt nhau. She says the Vietnamese, she knows they don't believe in shares because you know, because maybe more for the Chinese. I said it's kind of common. These people are conning each other, so there's lack of trust. Okay, it's not surprising. Okay. Thì gạt mà hỏi thì cuối cùng không biết tin, dám tin ai nữa. So
có phước mới gặp được chứ đâu phải dễ. My point is that you need to have the blessings before you can see them. It's not easy. Gặp cái sắc lời khó lắm. It's very difficult to see the Buddha shares. Huh? Lots of lay people, they don't believe it. They said, even left-wing people don't have it. How come you, a lay person, would have it? You should take it out of the house. It's bad news. Yeah. Cái này giống như là cái này còn quý hơn kim cương nữa. This is even more valuable than a diamond. Far more valuable than a diamond. Yesterday, 2 days ago, ruler gave a lot of shares out to a lot of people. Lúc đó con cho bao nhiêu người? Nhiều lắm hả? Do cả mấy chục ngôi hả? She gave away at least. She gave away several dozen shares to a lot of people, and 5-6 dozen. And yesterday she opened that small box to give some to this bhikshuni, and she noticed that she has a lot of small babies that appeared. She knows that beforehand, when she gave them away a few days ago, there's no babies. Now the babies appear. Okay? Cái đó là cho quý vị thấy đó, cái nhiệm màu của cái Phật pháp đó, quý vị mà bố thí đó không bao giờ thiệt thòi hết. Phát cái tâm thôi. So the lesson is that this is very typical Mahayana. Okay, if you practice, if you give, you practice giving and take a loss, you never really take a loss. You actually gain a lot. Mình bố thí mình lợi dễ sợ. Ta sửa, ta sửa sửa. Sửa bù sư đó, sửa gây đó, sơ lý gây bế rần, sửa hẳn đố. Cái sư chủ thiên, ta gây yi xie wei, chế wei bì chiêu ní. Cái sư ta kàn jian sư hẳn đố xào đơ, xin đơ sơ lý, xin chú lại. Yi chiến sư mấy yếu đơ. 我说这个是真是大声的布施的法门，你布施的时候，你不会，你不会，不会，吃亏的，不会的。 Biết phát tâm mà bố thí không bao giờ thiệt thòi, không bao giờ hết. Phước báo mà nó lớn như thế sao? If you bring forth a mind to give, okay, you never lose. If you steal, you lose big time. Okay. Ngược lại, cái việc ăn cắp á, là chết. Especially when you steal from a triple jewel, it's bad news. Ăn cắp mà của Tam Bảo là chết. Dễ sợ lắm. Cái bố thí mình, cái pháp bố thí mình đại thừa mình giữ lắm, kinh lắm. Bố thí như cái nhà hôm qua mấy cô kể, cô nhầm lạc cô kể, bố thí mà chỉ cắt hớt tóc cho Đức Phật thôi á. Sau Đức Phật nói công đức á, là dạy cho ông này thành thánh nhân. Remember yesterday ruler's story about Upali, when Upali. From this near fact of when in a prior lifetime, long time ago, Upali was a barber and he shaved the Buddha's head. That's it. The Buddha wasn't even a Buddha then. And with that simple merit and virtue, later on, Upali was crossed over to the Buddha, and the Buddha taught him, and he became a sagely monk, a sage man. Yes, sir.
bố thí mà đúng người nó kinh khủng. If you donate, make offering to the sage one, to a real cultivator, your blessings are just incredible. Quý vị mà cúng dường á, cho một cái người mà tu hành, người thánh nhân tu hành á, kinh hoàng, cái phước báo quý vị lớn không thể tưởng tượng được. Quý vị nhớ biết bao nhiêu chuyện mà kể là hàng như mấy người mà đại đệ tử của Đức Phật, you know, in a great disciples of the Buddha. Okay? The many of them, rất có nhiều người mà bố thí, nghèo nó nổi mà bố thí, chỉ còn cái quần bố thí. A disciple who's in a prior life was so poor that he only have one pair of trousers. Okay, so he saw a practical Buddha. He saw a sagely monk. Thấy được một cái vị Bích Kỳ Phật, and he brought forth some mantras to offer. That's the only thing left he had. Cuối cùng chỉ còn một cái đồ để cúng dường thôi, là cái quần đó. Okay, đem ra cúng luôn nữa. Cái công đức đó sau này 91 đại kiếp không bao giờ nghèo mà giàu, không thể tưởng được. For that merit and virtue of giving away one pair of slacks, a worn out one, mind you, a dirty one, mind you, to a practical Buddha, not even to the Buddha, not even to a Bodhisattva, he has the merit and virtue that is in the next 91 great kalpas. Great Kalpas, okay, it's a lot of millions of years. Okay, he was never poor, he was so rich. Bố thí dễ sợ lắm. In contrast, if you steal from a sagely monk, oh boy, you in trouble. Ngược lại mà ăn cắp một cái ông thánh tăng là chết, lắc đầu không nổi đâu con ơi, lắc đầu không nổi đâu. Ai nào biết hết trơn á, cổ
chim. He's sharing the story of a nun at another temple, a big temple, Vietnamese temple here in this area, and she's a teacher, and she discovered she has lung cancer, and so she became a left home person to cultivate, and. She never left the home life. I apologize. So later on she died, but she, before dying, she cultivated very seriously. She saw Master Xuan Hua and came to all kinds of temples. And after she died, she came back and she informed her friends and her acquaintances that she didn't make it to the Pure Land. So she's sharing the fact that attain rebirth to the Pure Land is very difficult, as I always maintain. So you have to go to the right place in order for that to happen. Cái nó đúng chỗ là có cái phước, có cái duyên trước mới tới được. Còn không có duyên tới là bỏ đi. You have to have prior conditions. That is, unless you planted blessings in the past, you see it and you will not be able to take advantage of it. You probably will walk away, do something stupid. Okay? All right. Anyone else? Ai có muốn nói gì nữa không? Thì chứng tụng mà rút chứng. Ta sơ sơ, ta sơ dư gần ngũ sư. 是有一个女人，她有癌症，那个肺的癌症，她死了以后，她很修行，很精进的，去过很多的老和尚，也看过，也见面过了，现化老和尚，就是她死了以后，她是个女居士，死了以后。 他经济的做梦，他告诉他们是他没有往生，所以往生是很难的事情，没有那么容易啊。你需要碰那个门的，那个真的法才可以有机会。 Okay. Ngài bên chùa lớn đó. So
is it typical, Wu Yin? She says, the way she brought up this lady is because she says this lady here is like a favorite disciple of that venerable abbot of the big temple here. And so Wu Yin said, her comment is that if he's her favorite disciple, his favorite disciple, he can't even help her. My goodness. So before she left, since she was the favorite of the abbot, a lot of people, tons of people came to line up and to recite to the Buddha's name on her behalf. And still, she didn't make it. It's not that easy. Call them. Sao không biết được? Sao không biết được người ta bản sanh? Hả? Sao không biết được? Sao không biết được? Mặt tươi đó hả? Không phải, cái đó không phải bản sanh. Nó lầm. So this woman here, there's a woman who specializes in going to help recite for people. She believes in it. She really believes in it. She really has a good heart. Người là tốt á, không phải người xấu đâu. Muốn giúp người ta thiệt, không phải. She's not interested in money or anything or taking advantage of people. Well, but the point here is that she told Wu Yin, her buddy, that she sends a lot of people to the Pure Land. And I said, and Wu Yin doesn't believe it, but then I asked him, you know, if people make such claims, what do they base it on? And the common thing that people talk about is that they say that after people die, they recite, and then they have a good facial expression, and the body is kind of soft, it's not rigid, it's warm. So I said, no, that is not a sign of getting rebirth of the Pure Land. It isn't. Cái đó không phải là cái triệu chứng của được vãng sanh. Okay, 你听得懂吗，如今？ Na 他的有很大的成功啊。 可是我问他怎么知道 是那些人是往生了。 他看到是那个人是那个面容是很好看的。 还是身体很有暖有柔soft。 And 我说那些东西不是往生的manifestation，okay？
I don't know. Cái hiện tượng, hiện tượng, là cái hiện tượng, không phải hoàn sinh hiện tượng. Ta mình thua rồi. Bởi những cái người ta không biết, ta tham, cái lòng tham, cái ngạo mạn, ta tưởng tượng nó ra. So these people are arrogant and they're greedy. That's why they keep on saying those things. You know, they say, at first I come there, look unhappy and I look like very sad. And then after the recitation, they became, you know, their facial expression changes. That's true. Tới mà tới đó là cái mặt người ta xám xịt à. Khổ sở, sợ. Rồi mình niệm thời gian rồi, bỗng nhiên cái mặt nó sáng lại, nó tươi lên. Đâu có nghĩa là vãng sanh đâu. It's not, doesn't mean it's rebirth. Absolutely not. Không phải đâu. But that's what they believe. Đó. Thành đa số những người đi niệm Phật á, đi hộ niệm đều ta tin, ta đi hộ niệm như vậy đó. Ta thích lắm. Và tại ta nghĩ ta giúp được người ta vãng sanh. Xong nó đồn nhau tùm lum mà đừng có lo mình hộ niệm người ta sẽ vãng sanh. Thì nó không có vãng sanh gì hết. And So what happened is they tell each other, these people love to go recite for others because they see that they're helping others. They really believe they're helping others obtain rebirth of the Pure Land. And they saw those manifestations, therefore the more they believe into it, and then the more they tell each other, yeah, this person obtained rebirth already. And this is why this day and age, the Pure Land Dharma door is very misleading. Bởi cái thời buổi mạt pháp này, người ta tu pháp tịnh độ, ta tu tầm bậy, không biết gì hết, nói tầm bậy tầm bạ, đồn nhau vậy thôi. À, thành những cái người như vậy, họ quá tự tin, nhìn người ta, nó thôi mình im lặng, nó nói gì nói, mình im lặng, mình dám nói người ta luôn. Nữa. Tại vì cái gì cũng biết rồi, biết niệm Phật, gửi một cái người mà cư sĩ mà gửi, có thể gửi về Tây Phương Cực Lạc, thầy lạy người ta làm thầy ngay lập tức, thầy nói con nghe, có người nào làm được thầy quỳ xuống mà xin học ngay lập tức. If, let me tell you, This is why this day and age these people are so arrogant, are so deluded. They are so greedy and they're so arrogant, they think they can do those things. Let me tell you, if you are a lay person, if any lay person at all, if you know any lay person who can really send someone to the Pure Land, let me tell you, I would be the first one to ask her or him to be his or her disciple. Personally, I would come and say, please teach me. I will serve you. Bất cứ người nào đó, tài gia đó, thầy nói, người tài gia mà nói là họ có khả năng mà gửi đi Tây Phương Cực Lạc, thầy xin tới làm thầy ngay lập tức. I'm serious. You find that lay person, I will become his or her disciple. Người làm được thầy xin tới học, xin quy, xin làm sư phụ, tôn làm thầy ngay lập tức. Nên người đó là phi thường lắm. You know that such person is extraordinary. Let me tell you, I only know one person who can do that. Thầy có biết một người làm được thôi. He's dead already, người đó chết rồi. That's my master. That's the only person I know who can do that. Thầy gặp mấy ông thánh tăng kia, thầy nhìn mấy ông thánh kia, không cách nào làm nổi. I saw several sagely monks. I look at them and say, no, you can't do it. Thầy gặp thánh tăng rồi đó, mà thầy biết mấy ông nào làm không nổi. Không dám luôn nữa. Tôi thầy các người nào mà muốn tới mà nói thầy Vĩnh Hóa, thầy rất đứng kiếm thầy. Bây giờ sư phụ của thầy chết rồi. See, my master died already, so I'm looking for a teacher. If anyone who can any lay person who can send people to the Pure Land, please tell me. I will come there, okay, and ask to learn to be his or her disciple. Những cái người mà tại gia mà tới vào chùa mà giảng về cái pháp tịnh độ, for example,
I don't mean to criticize people. I'm gonna not going to name names. This is so deviant. Cái pháp nó trật đến độ người tại gia ngồi giả cũng pháp tịnh độ. How can a lay person be lecturing about the Pure Land Dharma door? That's wrong. It's against the way of the Buddha Dharma. Nó đi ngược lại cái lời giáo lý của Phật. Phật nói là pháp là y tăng để mà truyền. Nó phải người tại gia nó. The Buddha says the Buddha Dharma relies, the word relies, y đó nghe, y là ý kệ lại. Phổ số, vô số, rú vô rộ, dí quay dư sư, nả nô nhì được bảy quan si, cái sự ta mình tại tại phà tu, chẳng chẳng chinh đu được phà mình, na na chiêu sự xế phà, vì sao? Vì vậy sư phổ phổ tổ sô vô, ta sô phổ phà, y lại, sân chuẩn. The Buddha says very clearly, the Buddha Dharma depends on the Sangha, on the monks for transmission. Phật pháp y tăng truyền. Chỉ có người xuất gia mới có quyền giảng pháp, người tại gia không có quyền. Người tại gia chỉ có quyền giảng pháp dưới cái trướng của người xuất gia. Người tại gia nó tôi biết hơn ông thầy, cái người đó là không biết đâu, nó rõ ràng lắm. Cái người tại gia mà hiểu pháp không bao giờ đi giảng một mình hết. The corollary is this: if you're a lay person and you really are enlightened and you understand the Buddha Dharma and quite several of them, I met quite a few of them. Thầy gặp rất nhiều người tại gia mà họ giác ngộ rồi. Okay. Họ không bao giờ đi giảng pháp ấy. Tại sao vậy? Họ nói cái này là việc của tôi. These people who are enlightened, they said, I will never speak the Dharma, Buddha Dharma, because this is not my work. The monks are supposed to do that. Từ miệng họ nói, cái này là việc của tăng, không phải chuyện của tôi. Thấy người nó đồn nhau. So you have these people who tell each other, oh, this man, he knows a lot, he sent a lot of people to feel like, nó kể nó là ông này đó, ông gửi rất nhiều người đi Tây Phương Cực Lạc, người nó ông cư sĩ nó cũng giỏi dễ sợ lắm, giảng hay nghe tuyệt vời đó. Nó đồn nhau tới đầy hết cả chùa. Cái đồ đó là tà pháp. Trước cái chùa này cũng như vậy nè, đem mấy người đó tới nè tầm bậy. Từ khi mà thầy tới rồi đâu có dám bén mạng tới đây, các con biết không? Muốn tới thì cho tới. Tới vào đây là ruông. Đừng có hỗn. Hộ pháp của thầy nó không cho pháp đâu. Một đứa nhỏ nó đứng đây mà đây đó, mà lộn xộn nó ruông, không nhớ được cái gì luôn. Học không ra hơi luôn nữa đó. Đừng có tưởng. Trong hiền hiền xê xoay có vào đây mà lộn xộn bị đuổi đó ngay lập tức, không được vào đâu. Mấy tụi mà tà vào tới đây, tà pháp tới đây rồi đuổi ra hết. Hộ pháp dữ lắm, đây dữ dễ sợ. Tại tụi nó tới nó phá, không cho phép phá. Mấy đứa tới phá là bị đuổi ra hết. Mình tu đàng hoàng có hộ pháp, nó bảo vệ cho mình tu. Cái tụi nó thích phá, nó đâu phải tới nó phá được đâu. Cái chỗ người tu hành nó đâu có quyền tới đâu, nó bị đuổi ngay rồi. Let me tell you, such deviant teachers, such deviant people, they come to this temple, I declare, they come to this temple, they cannot stay. Okay? Tới đây là, they come here, the Dharma protectors will not put up with it. Why not? Because we cultivate here. We don't allow deviant people, troublemakers to come here and cause trouble. They shown the door. Những người mà không đàng hoàng tới chùa này bị đuổi ra hết. Thầy không cần biết là ai. Có người nhớ không? Thầy không cần biết ai hết. Mà người mà gian ác tà ác nó tới đây, nó tới đây, nó phá cái chùa này, nó bị đuổi ra ngay lập tức. Không nói năng gì hết. I don't care whoever it is. If they come here to cause trouble, I show them the door. I kick them out. And I usually don't have to even have to do that.
I usually wait for my Dharma protectors to do that. Thì ra thầy cũng cần làm, thầy đợi cho hộ pháp thầy làm trước. Mà hộ pháp nó nể thầy á, thì thầy sẽ ra tay, thầy đuổi nó đi. Tại sao? Có những đứa hộ, có người hộ pháp nhắm đụng. Tại nể thầy. Buổi sáng thầy nói câu đó hả? Cả con nhìn qua cái ông gia trạng này ngồi không yên được. Học trò thầy á, mà ngồi không điên là biết sao, khổ tâm như vậy, dây vò vẫn cho ngồi yên, cái ống nhúc nhích như là gà mắc đẻ vậy đó. Nếu mà tâm hằng tu thì mình cho ở lại. Nghe có hiểu không? Muốn dịch ra tiếng Việt không? David says sometimes back there is a visitor to the temple. She came to the temple dressed in the very adorned special robe in that Qinghai. Qinghai is a tradition. I don't even know what he's talking about. Thấy biết áo nó đẹp sao thầy không biết nữa. But that day, I somehow that day I didn't even know who she was. But that day David noticed that I lectured in the morning. I lectured and said, for some reason, I said, even Qinghai disciples, they come here, they cannot stay. So in the afternoon, she left because she turns out to be a disciple of Qinghai. Bà là đệ tử đó hả? Bà chủ là bà chỉ tới đó thôi. Ừ 那天我早上我讲话的时候我说连金海的徒弟来这个道场金海的徒弟来到这个道场他不可以留在这里 我不认识他，我不知道他是静海的徒弟，可是那时候，下午的时候他就走了，因为是在这里那个护法的。护法门很凶，他不会忍受那些邪人。chùa tu hành mình thanh tịnh được là tại vì cái tụi nó tới đây nó ở không được, cái người mà không thanh nở ở đây không được. Let me remind for you again, this is a place of cultivation. The people who come here to cause trouble, who are deviant, they cannot stay. They would not like it here because the Dharma protectors will force them out. Chùa này ghê lắm, quý vị đừng tưởng trong nó vắng như tại mình vắng thì mình tu được. Chứ còn mấy người mà tới nó lộn xộn, nó bị hộ pháp đuổi ra hết. We are a lot stricter. We appear like we are idiots, but we are very strict. You come here, you want to cultivate,
We teach you, we help you. You come here to cause trouble, we show you the door. Cái chùa này trong trong xề xề xòa như vậy chứ còn cái hộ pháp nó dữ lắm. Tới để mà học thì cho học, tới mà không đàng hoàng đi ra. Tại sao vậy? Cái gì biết cái ông da trắng đó mà ông tới đó đó. Ông tới là theo thầy là mấy năm trời đó, càng ngày càng khỏe, càng ngày càng tiến bộ. Tại cái tâm ông tâm muốn tu. For example, the white man who come here, who been following me for 6 years now, his health improve. Cái sức khỏe càng ngày nó càng khỏe lên. When he first came to me, he was a very sick man. Tới lúc đời đầu tiên tới thầy là một người bệnh hoạn dễ sợ. Couldn't even bow without, he thao, you know, like it's so strenuous for him. Lạy thôi, mình lạy xuống á, là thở phì như con heo vậy. Bây giờ lại tính bơ. Mà 6 năm trời, đáng lý phải tệ hơn. You know, this is 5-6 years ago. When he first came to me, he couldn't even bow down without breathing heavily. Now how 6 years later, it's supposed to get worse. No, it's getting better for him. Càng ngày càng khỏe đó. It's because he's interested in learning. He likes it. You want to learn, you will improve. Cái tâm quý vị, cái người tới đây muốn học á, muốn tiến bộ, sẽ được tiến bộ. Tâm quý vị tới đây mà lộn xộn á, là không được lâu. Nó rõ ràng á, chúng tôi, cái chùa này chùa người tu hành. You see, if people come here and they wish to learn and they want to improve themselves, you know, they're going to benefit greatly from it. If people come and they are only here for with ulterior motives, they don't survive very long. They don't. Thì tới đây mà lợi dụng chùa này nọ là không sống lâu đâu, không học, không ở lâu được đâu. All right, anything else? I'm nói chuyện gì nói nữa không? Anyone else? Anything people would like to talk about? Question. Full lotus is better than half lotus. It's far better than half lotus. Cái ngồi chiếc già tốt hơn bán già, không thể tưởng tượng được, không thể so sánh được. He said some people say that women should not sit in full lotus. Don't listen to those people. Mấy người đó là người không biết họ nói tầm bậy. Không có cái chuyện đó. Khác biệt lớn lắm con ơi. Một trời một vực. Một trời một vực. Lớn lắm, khác biệt dễ sợ. Không có phân biệt nam nữ, thiền không có phân biệt nam nữ. When you meditate, no differentiate between you being a woman or a man. Right. Okay? No discrimination. Ngồi kiết dạ. Thế thì nghĩ lại cho coi. Lúc mà cái gì ngồi bán già đó, cái thế đó nó không có vững. Nghĩ lại cho coi đi. Nhìn cái kiết già, hai cái bức tượng kìa. Đó. Listen. Think about it. When you sit in half lotus, your posture is not balanced. It's not stable. Okay? Look at the statues of right there, of the Buddhas and the Earth-tall Bodhisattva. You see how balanced it is? Cái gì đấy? Cái kiết già nó thăng bằng. Nó vững như là cái thái sơn, như cái núi vậy. When you sit in full lotus, you're like a mountain. When you sit in half lotus, you are unbalanced. Quý vị ngồi bán già, nó thiếu cái sự thăng bằng. Tại vì ngồi lâu không được. That's why you cannot sit for very long. All the Theravada practitioners who understand a little bit about meditation, that includes the Pratyeka Buddhas and the four stage arhats, they all, if they're good meditators, they all sit in full lotus. Những cái người bên nguyên thủy mà
ngay đến trình độ A-la-hán, Bích Chi Phật nữa, mà họ hiểu về thiền đó, tất cả những người đó đều ngồi kiết già hết. Người bắt đầu hiểu thiền đó, mấy người đó vẫn chưa hiểu thiền. My claim is that these people don't understand meditation yet, but they understand enough so that they appreciate the importance of the full lotus posture. Họ chưa hiểu thiền, nhưng đều họ đủ hiểu để mà biết cái tầm quan trọng của cái kiết già. Phải tập hết. Giống như luyện võ, phải ngồi một thời gian, mà luyện thời gian mới thuần được chứ. Chẳng giờ, dạng như trong những cái trong cái thế gian này, cái biết võ công là Thiếu Lâm là cao nhất, ngay cao bằng Thiếu Lâm hết. Chúng ta mình chính tông đó, mà không phải cái loại mà đi ra nó búa rồi đao, nó không phải cái loại đó đâu. Là chính tông người chính tông người Thiếu Lâm á, là núp ở trong á, nó lộ ra. Tới đó mà học á, cái là võ nó là cao nhất, võ công nó là cao nhất, ngay theo bằng hết. Okay. Khi mình học võ, mình tới học cái võ đó là muốn học cái võ ngoài kia. Nếu biết đó, nếu có hai cái phương pháp để mà luyện đó, cái gì được dạy đó, cái gì là luyện pháp nào bây giờ? Thành ngồi được ngồi kiết già, mình không chơi bán già là thấp quá. Nhưng thì có nhiều người ta ngồi không nổi thì mình thông cảm, lớn tuổi người ta chịu, mình chấp nhận cái chuyện đó. Cái ngồi kiết già ai ngồi cũng được hết, bất cứ người nào ngồi cũng được hết, trừ nghiệp chướng nó nặng quá thì chịu thôi, ngồi bán già này nọ thôi. Thì đó là cái pháp tu. Thầy cam đoan cái gì, lúc mà Phật tu thầy không ngồi bán già đâu. Thầy cam đoan cái gì đó. I assure you, in my belief, my personal belief, is that when the Buddha was practicing the way, he was not in half lotus. I assure you that. Ngồi bán già chắc ngồi không được đâu. If you sit in half lotus, you will not become enlightened. Mất cái thăng bằng, cái tâm mình nó vèo. Đau là chuyện thường, ngồi thiền phải đau chứ, thiền không đau thì đâu gọi là thiền. Cái thiền mình né đau là cái thiền, đó là thiền thế gian pháp. Cái thiền mà giác ngộ đó không có sợ đau. Cái thiền thế gian pháp mới là sợ đau. Phải nhìn cho rõ cái đó. Okay. Nếu một sư thiền sư đó mà dạy cái pháp á, rất rõ ràng cái thế gian pháp á, nó chuồng cái sướng, nó chuồng cái thoải mái, nó chuồng cái nó sợ cái đau. Cái pháp mà xuất thế đó nó không sợ đau. Mình tu là mình đắc giải thoát, chứ mình tu để mà người ta đông Phật tử, để sung sướng, để mà giàu có nhiều Phật tử, thì mình tu làm cái gì? Mình ra mình làm tài gia, mình làm tiền, cái sao tội gì? Cái bổn phận người xuất gia là để giác ngộ, để mà đắc giải thoát. Mình mặc cái áo này, thành ra cái người tài gia mình dạy ra pháp tài thế thì được. Như mấy ông sư, như mấy ông sư kia, mà mấy ông thiền sư mới đi dạy nổi tiếng, đi dạy toàn pháp là pháp thế gian pháp không à, sung sướng không, cái thoải mái này nó có lời cho người thế gian mình hiểu cái đó tốt. Họ được cái ảnh hưởng, họ thấy được cái bước và cái ngưỡng cửa, thấy được cái hay. Nhưng khi mà có người có căn cơ rồi á, rồi dạy như vậy người ta sẽ bị kẹt. Tùy cái căn cơ mỗi người. Những người đệ tử thầy, học trò thầy dạy pháp thế gian, con muốn sứ, con muốn gì thầy dạy đấy.
đều mấy người mà có căn cơ thì dạy dạy xúc thế, làm sao biết có căn cơ? Dám tu ngồi kiết già nó không sợ. Mấy người muốn có căn cơ là sợ ngay lập tức. Thành bên đại thừa rõ ràng lắm, thử một cái là chạy dài ngay là biết ngay đủ căn cơ. I say when you look at a meditation teacher, you can tell which kind of dharma. One way to tell the difference between a worldly teacher versus a transcendental teacher. The worldly teacher, technology, they encourage you to feel good and to be comfortable, and they shun pain, they shun discomfort. That's the worldly dharma. Okay? No two ways about it. Those are very popular. You go out there, you read the books in the bookstore. Khoa mà đi kiếm sách mà thiền mà trong trong sách trong trong cái trong cái trong cái trong cái trong cái, trong cái bookstore nó đầy hết á, toàn thế gian pháp không, nổi tiếng dễ sợ lắm. Okay. The transcendental teachers are the ones who tell you don't be afraid of it. You can overcome it. Cái đau không mà còn sợ nữa thì làm sao mà giải thoát nổi? Làm sao mà mở trí huệ được? Okay. Phải chịu đựng nhé. Mình chịu cái đau đó là mình đang chinh phục cái đau, là mình sẽ chinh phục nó. Khi vì mà chinh phục được cái đau rồi, trên thế gian này không có bao nhiêu chuyện mà có cái gì còn có thể cản trở được cái gì nữa. I say that if you dare endure the discomfort and the pain, there aren't that many things in this world that can stop you. Keep. So therefore, kệ đau cho nó quen. Khổ lắm, nó tới ngồi đau cả năm trời á, bỗng nhiên nó hết ngay. Theo cái pháp mà lười nó sẽ hết đau lẹ lắm. Nghe tại con hẹn. Con dám luyện cho thầy chỉ cái phương pháp luyện, cứ ngồi cứ tăng thêm tí, 10 ngày tăng thêm tí, đừng có làm ngay nửa tiếng, mỗi ngày thêm một phút. Từ từ nó sẽ hết đau, mà nó cái cổ chân nó sẽ lỏng, nó dễ sợ lắm. Học trò thầy là hai cổ chân nó gãy luôn nữa, nó phải giải phẫu luôn. Ông này chơi ra còn hung hơn con nữa, hai cổ chân phải mổ ra luôn nữa. Bác sĩ nói đừng có ngồi kiết già, thầy nói con cứ ngồi đi, ngồi kiết già xong nó cảm ơn thầy, chân con bị nó còn tốt. Đầu dễ sợ lắm. Cù trâu, ông Mỹ dễ sợ cù trâu lắm. Hai cái chân mổ thì nó cứ ngồi kiết già đừng có sợ. Nó nói ngồi xong thời gian nó cầm cự cái đau, thời gian nó hết đau, nó trời ơi cái cổ chân con nó khỏe, nó tốt quá. He had surgery in his ankle, left ankle from sports injury. I said one of my students, ex-student, he had surgery on both ankles because he played, he abused his ankles playing sports. And so the doctor told him not to sit in full lotus. I said, no, go ahead and sit in full lotus. It's going to help you heal a lot quicker and will get better. Cô nào? Cô đẹp đẹp
cái cô mà thầy con cho tới đó. À, cái cô đó. There used to be a Shamini who came here with the other old nun, and I don't allow her to come to the temple, and she left home life at an early age, and she's in her 20s now. She couldn't sit, and now she came here. She learned about full lotus, so now she practices. And she can sit for a long, long time now. Ngồi được kiết già mà ngồi được một tiếng đồng hồ mà không có nhúc nhích, không có đau đớn gì hết á, cái đó là một, đó là cái người đó là gọi là có căn cơ rồi. Cái người không có căn cơ ngồi không nổi đâu. Cái bên đại thừa dễ sợ lắm, thử ngay lập tức à. Người mà có căn cơ là đủ cái phước báo mới ngồi được một tiếng đồng hồ kiết già mà không có đau đớn và sung sướng nữa. Dễ sợ lắm. Tiếng là khá rồi, bắt đầu phải ngồi 2 tiếng. Thường nó thông thường lắm. Thấy chùa này sẽ ngồi dễ hơn ở nhà. Chân nó lỏng hơn, nó tự động. Tại cái khí mạch nó mạnh hơn nhiều. Cái ngồi cái chân nó cứng, tại cái khí nó còn cứng, nó chưa thông qua được. Cái khí nó, khí mạch nó không thông qua, thành cái chân nó còn cứng. Khí mạch nó mạnh đó, thì tự động nó, cái chân nó lỏng ra. What happens, people come to the temple and it's easier for them to sit and cross the legs because the chi here is much stronger than anywhere else. And therefore, when the chi is strong, then the legs are more supple. When the chi is not strong, then you have a hard time keeping your legs crossed. Cái kiết già nó quan trọng là cái kiết già là cái bí mật của cái pháp xuất thế đó. The full lotus is a secret of the Chan school. Một cái đại pháp của bên thiền tông đó. It's very simple. The great Dharma is just one instruction: cross your legs. Cái đại pháp như vậy đó, xếp bằng đi con. Tin đó, làm theo sẽ thấy được cái hậu quả, cái diệu dụng của nó. Còn không tin ráng là chi? Thầy là người là thầy là tại vì thấy các con phước báo nó ít quá, nhưng còn quý vị biết thời xưa đó, vào bên mấy cái thiền viện đó. Vào đó là phải ngồi xếp bằng thôi, nó năng như không đụng nhúc nhích, nó quýnh ngay rồi, đuổi ra. Hồi trước nó giữ như vậy, không có nói, không giảng đâu, ngồi xếp bằng đi, ngồi chịu trận đi. Không chỉ nhúc nhích là tới đánh, xong đuổi ra. Quý vị bây giờ phước báo ít quá, thầy phải giảng, lưu dần tới, dù lưu dù tới, khuyên lưu khuyên tới, mới chịu ngồi mà cũng ngồi được 5 phút. Thầy ơi, chân nó đau quá. Con chịu không nổi rồi, thầy ơi. Có pháp nó dễ hơn không? So back then in the old times when in China, when people were have more blessings than you, you come to the Chinese school, you sit and you cross your legs. That's it. That's the only instruction: cross your legs. You cannot cross your legs, get out. Oh yeah. This day and age, I spend years after years cajoling and encouraging people to sit in full lotus. Okay? And even teach them a technique to help them develop the ability to sit longer. Okay? That's my creation, because I had that problem. I had to come up with something to show people how to do it. Because I know you guys are a bunch of wimps. You cannot do it. So I teach, I even wrote, share the technique, the trick to sit longer. Okay, for the weak minds. If you sit longer with that training, your mind becomes so much stronger, your health improves greatly. Right there. Thầy biết quý vị là hèn,
Ok, thành phải truyền cái pháp để mà liền từ liệu cái chân mà mình ngồi. Chứ chưa đừng thêm tí nữa, cứ ngày thêm tí, ngày thêm tí thôi. Lấy mua cái đồng hồ, bấm một cái. Lần sau thêm một phút, lần sau thêm phút nữa, ngày hôm sau thêm phút. Một ngày chỉ làm lần vậy thôi, không cần biết. Là học trò để thử thầy, nó trời ơi thầy, con theo lời thầy, tụi, cái bà này bà giàu, bà nói, mấy tụi giàu nó hèn dễ sợ lắm, nó sợ đau dễ sợ lắm. Giàu muốn sướng, sướng mới là giàu chứ, nó sợ đau dễ sợ, mà nó theo lời thầy, nó chịu khó ngồi ngày thêm phút đi con. Vài năm sau trời, con ngồi mấy tiếng đồng hồ tỉnh bơ, sướng quá thầy. Từng ngày thôi, đừng có cái discipline, có một cái kỷ luật, làm từng tí từng bước. Nếu con làm như mỗi ngày con làm, một ngày ngồi thêm một phút, rồi bây giờ con ngồi một tiếng nó ngồi tỉnh bơ, tại con chịu làm thôi. Nằm ngủ. So I teach you, my disciple, you know, a rich person, I said, you know, when you're rich, you wimp, you're afraid of pain, you're afraid of discomfort. That's the sickness of rich people. Tụi giàu đó, nó hèn lắm, chạy cũng được. Hèn dễ sợ. Nó sợ đau. The rich people, the sickness, the weakness of rich people, they're afraid of pain. They're scared of pain. Con hên xui mới rủi, chó ngáp phải rồi. Cứ làm nha, cứ lên, cứ từ từ thôi. Một khi mà không phá rồi, ngồi dễ dàng lắm. Lâu lâu nó thử thách, nó ngồi, mình ngồi chịu cũng nổi, nó chuyện thông thường. Giống như trời, mỗi ngày có trời nắng, trời mưa, chuyện thông thường. Ok. Cái quan trọng là phải ngồi một tiếng đồng hồ mà không có đau đớn gì. Rồi xong rồi tăng từ từ. Luôn luyện như vậy. Đã dài như vậy rồi mà các con còn hèn hạ độ mà không chịu làm nữa. Ta dạy cái phương pháp để mà chữa bệnh, để mà tiến bộ, để mở trí huệ, để mà thông cái đầu đi, thông cái khí đi. Không chịu làm. Chịu thôi. Cái đó là tại không có phước thôi, chịu thôi. So I teach you all these important things that are fundamentals of a superior person. You think you're a superior person, you should be able to sit in full lotus for at least an hour. Cái người mà thường nhân đó, phải ngồi một kiết già, một tiếng hồ trở lên. Những người đó là người bậc ưu tú của xã hội. Among the achievers of society. Người đó không phải người tầm thường. So example, that boy back there, cái thằng nhỏ là sao đó, nó giỏi, sao nhỉ, nó giỏi, dễ sợ. In the future, he's going to be an achiever. He's going to be a big shot. He's not going to be no small man. He's going to be doing important things. Ngồi tiếng già, an hour, no problem. Like a breeze. Not moving. Ngồi tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Can you sit an hour without moving? I mean, not like this. Sit an hour. Don't move. And that's how I test people. I say, cross your legs and see whether you have good roots or not. Bên đại thừa dữ lắm, hung lắm. Nó nhẹ nhẹ, nó nhẹ nhẹ thôi, ngồi trước băng có thứ quá. Làm nổi không? Nhiều khi
cái đó rất 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 ít có, nhưng được có xảy ra. Thường thường những người lớn tuổi đó, ngồi khó khăn hơn một tí, tại vì không phải là tại vì cái chân, mà tại vì cái nghiệp. Chẳng như bà Thân Hương á, mà bà mình bây giờ bà mổ cái đầu gối, sao bà ngồi bây giờ gối quẹo không được nữa. Đó là cái nghiệp chứ, mình chịu rồi. There are some cases where, you know, she says, ruler says, when you're young, you can sit in full lotus, and you're older, you cannot sit in full lotus. And I said, it's some cases, there are some cases like that. It's the real reason behind it is because you get older, you have more karmic obstructions. They're coming to harass you. And they prevent you from sitting in full lotus. Why? Because you die quicker. And your mind is not as clear. Tại sao mấy người già tới hành hạ ta không dám ngồi kiết già nữa? Tại vì như vậy quý vị sẽ chết sớm hơn. Và cái tâm quý vị nó không sáng suốt như người lúc trước nữa. So that's why when you're older and you cannot sit in full lotus anymore, it's because they are besieging you and they are attacking you so that they want to shorten your life. Okay, they want to make you sick, make you afflicted, làm cho quý vị bệnh, làm cho quý vị phiền não. Okay, để cái tóc, cái óc quý vị nó tối đi, là mau chết. So your mind is clouded, so you die quicker. You become. Yes. Yes. I'm sorry? You can come and participate. You can come and. He can do anything he likes. If he keeps quiet and doesn't cause any trouble, he'll be respectful. He can do anything he pleases. We tolerate everyone as long as they don't cause problems for others. They can do anything. It's a good thing. When you sit in full lotus, even though you are moving and stuff like that, you are generating tremendous blessings. You're planting the seed for your own liberation and your own wisdom. Cái người mà ngồi mà khiết già đó, mặc dù quý vị đụng đầy cửa quậy đi nữa, nhưng mà quý vị, cái phước báo quý vị nó không thể tưởng tượng được. Mà quý vị đừng trồng cái chủng tử để mà đắc giải thoát sau này. Cái đó là cái pháp của người giác ngộ. Cái đó là một cái trí hệ mà cao nhất quý vị có được. Đó là căn bản của người giác ngộ. The full lotus is the foundation of enlightenment. So when you sit in full lotus, you're creating a seed, you're planting down the seeds for your own enlightenment down the road. Nó lớn như vậy đó. Mấy tổ sư cũng phí thì giờ quý vị đâu. The patriarch, just how big it is. You sit in 5 minutes in full lotus, you plant the seeds for your own enlightenment during those 5 minutes. You know, you wiggle, you do anything, but you cross your legs, you plant the seeds of enlightenment. There's no higher form of knowledge, there's no higher blessings in it. Okay. Không có cái tri kiến nào, không có sự hiểu biết nào, không có cái phước báo nào nó cao hơn là cái sự giác ngộ. Quý nhất là cái giác ngộ đó. Cái thế gian này không có gì quý hơn cái đó hết. Thầy nói, thành thật nói cái gì? I personally believe in this world is nothing more precious than enlightenment. Nothing. I don't know anything else more precious than enlightenment. None. I would gladly give up my Sharira collection if I so that in order that I can become enlightened. Thầy sẵn sàng cúng hiến cái sưu tầm xá lợi cho Quảng Ngân nếu như mà Quảng Ngân giúp thầy giác ngộ được. Cười khả khả khoái lắm. Because Cô Dín is drooling over my Sharira collection. Cái bà nó bảo mê cái sưu tầm xá lợi của thầy ấy, mày biết. Và sẵn sàng thầy nói là thầy sang cúng với bà đấy, bà cho thầy giác ngộ. Nothing more precious
trên thế gian này không có gì, không có gì, không có gì quý. Thành thật nói vậy. This is my personal belief. I've looked everything. Okay. I enjoy the worldly life. Thầy đã sống một đời trần tục rồi. Okay. The five desires. I enjoy them all. Mấy cái ngũ dục á, thầy thích lắm, thầy thích thú lắm, đã thỏa mãn rồi. Okay. Okay. And I believe, I personally believe that enlightenment is the most precious thing you can ever have. Không có gì quý hơn cái đó hết. That's why I remain a monk, because I hope that someday I become enlightened. Bởi vì thầy muốn làm người xuất gia, tại vì thầy hy vọng cái pháp xuất gia giúp thầy giác ngộ sớm hơn một tí. It helps me become enlightened quicker. Okay? Thầy nói cái gì nghe nó quanh nó co này, cho quý vị thấy cái pháp quanh co. I will close 10 minutes, I will close you to give you a sample of what's being taught out there. Cho quý vị cái pháp mà ta dạy này, cái pháp Đạo Hoàng, this is a good dharma, but I want you to listen to it. Then you tell me what's wrong with this. Okay, this is from a good teacher. I'm not talking about deviant teachers. I don't want to mention deviant teachers. Những người mà mấy ông thầy thầy không thèm nói chuyện nữa. Đây ông thầy tốt đó. This is a good teacher. Okay? I will not mention his name. Out of respect for the work the good work he's doing. Cái người làm việc tốt, dạy tốt. Thầy cũng muốn nói xấu ông. Đều chỉ vì coi cái pháp này. Cái pháp này, coi. Okay, so listen to this. When the calamity kalpa arrives, those who deserve to remain, to survive, will survive. Those who must perish will perish. So birth and death are predetermined, just like your blessings. Okay? You cannot avoid it. It cannot be avoided. Okay? Furthermore, those who are not supposed to encounter calamity, even though the calamity kalpa arrives, they still survive and will be safe. Okay? So what he's referring to, I will make a comment for you. I translate the Vietnamese first. I say, khi ta kiếp đến, người đáng ở sẽ được ở, người đáng đi thì phải đi. Sống chết đều có số, phú quý mạng đã định, tránh không được, thoát không được. Người số mạng không bị nạn, dù đại tái kiếp đến, vẫn còn, vẫn được sống sót bình an. Thì cái người nói, người này đang nói về cái lúc mà cái kiếp mà cái thế gian này nó bị tiêu diệt đó. cái đại tai kiếp nó tới là nó giết hết tất cả, người ta sẽ chết hết. Ok, còn lâu lắm, quý vị chưa tới cái đời là quý vị cái kiếp này mà quý vị còn lâu lắm, chưa phải cái thời này. Như điều những cái lúc mà cái thời đại tai nó tới đó thì cái thế gian này sẽ có rất nhiều người bị chết, nghĩa là hằng hà sa số. Thì ông đang nói lúc đó cái người mà xứng đáng được còn sống sẽ được sống, không cần gì phải lo. Ok. So the teaching here is that at the end of the world, when the time of this world comes to an end, that's what it's called the Great Calamities Era, where a lot of calamities came, like the fire calamity, the wind calamity, the flood water calamity, where they destroyed the entire world. The entire world destroyed. And he says here, even those times come, there's some people who will survive. Why? Because they're supposed to survive. They will survive all these disasters, these calamities. Okay? That's the premise. Okay? But that's quite a long way. You don't have to worry about this. Your lifetime, you have nothing to worry about. Okay, then he first, and then he says next. Tiếp tục nói,
Điều duy nhất ở hiện tại có thể từ cứu và độ tha chính là nghe đại kinh giải, y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật, buông xả vạn duyên, cầu sinh tịnh độ. Okay. He says the most important thing right now is you need to save yourself and save others. And listen to the sutras and obey and execute accordingly. And you should recite the Buddha's name sincerely. You let go of the million conditions and seek rebirth of the Pure Land. That's what he says. Okay? So you see, this teacher here, that's why I call this teacher a good teacher. Bởi vì thầy mới gọi cái người thầy là người thầy giỏi, người thầy tốt. Tại sao như vậy? Ông cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của cuộc sống, cái gì quan trọng trong cuộc đời này. Okay? Đây là cái pháp xúc thế, chứ không phải pháp thế gian. So I call this a teacher, a good teacher, because what he's teaching is consistent with the Buddha's teaching, and furthermore, he encouraged you to look at the big picture. Okay, that is you should seek to liberate yourself and hopefully obtain rebirth to the Pure Land. Okay. That's the proper dharma. Cái pháp là phải như vậy, dạy cho đúng. Okay? This is the contrast with let's say Nichiren. This is a Japanese sect. Nó ngược lại, thầy gọi cái nào tà pháp. Cái hàng những cái nhóm Nichiren của Đông giáo Nhật đó, thầy không sợ người Nhật, tại thầy I don't not afraid of Japanese because I have no Japanese donors. Không có ai người là hộ pháp người Nhật hết, tại thầy không sợ nữa. Okay, Nichiren, cái nhóm bên Nhật á, nó cũng là tịnh độ. They call themselves also Pure Land, cũng pháp tịnh độ. Nó nói là quý vị niệm cái tên của kinh là Pháp Hoa. They say all you have to do every day is recite Nam Mô Dharma Flower Sutra. That's it. Cái pháp họ chỉ niệm Nam Mô kinh Pháp Hoa. And if you do that, their followers, những cái người mà theo họ đó, they are able to get a job, get a car, get rich, get love. Họ theo như vậy, người Nhật rất theo rất nhiều. Tại sao? Họ được niệm như vậy, có phước báo, đủ phước báo để cho họ có được chiếc xe, có nhà, có việc làm, có công ăn việc làm, có người thương yêu. Cái phước báo nó lớn như vậy. It's a simple mere fact of reciting this great sutra in Mahayana that create so many blessings that people actually get what they wish. And that's why they have so many followers. And bên cái Nichiren là một cái tông phái bên Nhật nó rất là thịnh hành. Nhiều người theo dễ sợ lắm. Why? Because they found success. Okay? I call that deviant. Cái đó, thầy gọi cái đó là cái tà pháp. Because they oversell the benefit of the banana flower, okay, is not what that is for. Cái pháp, còn pháp, còn kinh Pháp Hoa là cái pháp để đắc giác ngộ, không phải để quý vị đi mua xe. Nó xuyên tạc một cái pháp. Ông dạy đúng cái pháp. Thành ra, ta khuyến khích cái lòng tham lam cái gì, cái pháp hoa không phải là để quý vị tham lam. So what happens, Dharma flower is to help you become enlightened, not for you to be greedy for cars and for houses and for lovers. It's not what the Dharma flower is for. It's to help you plant the seeds for enlightenment. And people will take it. And the benefit for you, in order for you to get enlightened, along the way you get cars, you get houses, you get love, you get, you know, fame and all those things. Quý vị biết không? Trong cái đường mà đi tới giác ngộ đó, quý vị sẽ đắc được nhà, cửa, tiền, tài, của cải, tình, thương,
chức vị. Đó là con đường đi giác ngộ. Why do I know that? Tại sao thầy biết như vậy? Look at the story, the life story of the Buddha. Quý vị nhìn tới cái quá trình cuộc đời tu hành của Đức Phật đó. Là từ mà khi mà Ngài mà từ một cái người nghèo khó bần cùng cho tới khi mà thành Phật đó. Because you look at his life story. From when he first started to be very poor, I have nothing. And he progressed through many lifetimes before he became Buddha. Increasingly, he became richer, became more powerful, and became more blessed. Okay? Con đường đó, this is the Dharma that he's teaching us. Cái pháp mà Ngài, Đức Phật đang dạy chúng ta là con đường ta đang đi đó là từ từ, từ sự nghèo tới giàu thêm này. For example, do you know that monks and nuns are extremely blessed? Quý vị biết chẳng hạn như người xuất gia, họ phước báo nhiều dễ sợ lắm. Mấy xuất gia nổi. Rồi họ tại sao? The left-home people are extremely blessed because they used to be rich. Họ đã từng giàu lắm rồi. And you know what they did? Họ giàu đến độ họ làm gì? Họ nhiều tiền quá, họ không biết làm gì nữa hết. They're so rich, they don't know what else to do with the money. So what did they do? They put the money and they build a temple. And they say, here, you can cultivate in this temple. Here, I buy you clothes. I buy you food. I buy you cars. I buy you airplanes. Master, what else you need? Would you like a layout? I say, yes. Make it a pink one. Okay? So they got the money and give it to these left-home people and say, please, use them to cultivate. In the future lives, okay, those mature. That's how they became level people. And then all the people come and offer them yachts. Những người xuất gia là người đặc biệt lắm, là phước báo nhiều dễ sợ lắm. Okay? In particular, just to do a little bit self-advertisement, mình thêm từ quảng cáo một tí nữa, được không bảo ngân? Okay. Cười, ai cũng cười khà. Self-advertisement. This is not for the PG-13. This is an X-rated, an R-rated. Okay? If you are a monk, like among the Mahayana practitioner, like in the main line of Master Shenhua, if you practice Mahayana, your blessings, you Mahayana monk, and you practice Mahayana Dharma, let me tell you, your blessings are just incredible. Thầy nói quý vị nghe như vậy nè. Nếu quý vị một người xuất gia mà đang xuất gia mà đang tu cái pháp đại thừa chàng như pháp của Ngài Thiên Hóa đó, cái phước báo quý vị nó không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. You cannot imagine how extremely blessed you are. Nó khó độ như vậy. Tại vì người mà không đủ phước đó tu cái pháp đó không nổi đâu. Tại vì phải cần rất nhiều phước mới tu được cái pháp đó. Cái pháp đó là cái pháp để cái vị đắc giác ngộ sớm, không thể tưởng được. It requires so many blessings for you to be a left-home person and cultivate the great Dharma like Master Shenhua's Dharma. Why? Because that Dharma is one of the fastest paths, ways to enlightenment. You require so many blessings for you to be able to practice such dharma. Tu cái pháp nó khó lắm. For example, ví dụ, cái thiền khất không, you go to a chan chi, for example, you know, how many people in the world you think can get up at 3 in the morning and go to bed at 12? Có bao nhiêu người trên thế gian, quý vị coi thử, mà dám ngồi đó mà tu từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Có bao nhiêu người làm được? How many people can do that? Think about it. How many people? You go crazy. Ngồi đó là điên, chịu không nổi đâu. Cứ quậy như gà mắc đẻ, you fidget like a chicken without its head. Okay? And you go, there's so much suffering. Đau quá. I can't take this. Mama! Khổ dễ sợ lắm. Tại sao Đức Phật có thể ngồi
ngồi xong đứng dậy, ngồi một ngày, hai ba tháng đứng dậy tỉnh bơ. The Buddha, when he was in the world, he sits for 49 days, he gets up, he walks. He doesn't do it like you. After you sit for a long time, cái gì biết nhớ không? Lúc mà mình ngồi lâu rồi, mình xả ra đó, nó đau hơn mình ngồi. You know that? When you sit for a long time, and then you unbuckle, it hurts a lot more than the pain you experience when you're crossing your legs. Did anyone know that? Có ai biết cái đó không? Hả? Ngồi thì nó đau. You know that it hurts when it cross, your legs are crossed. But when you unbuckle, it hurts even a lot more. Right? Ah! Okay? The Buddha. He unbuckles, he stands up, he walks. No pain. Phải tập mới tới được như vậy. Không tập chừng nào mới tới được. If you don't really train for that, how on earth are you going to get there? Mình làm, ai làm cho mình bây giờ? If you're not going to do it, who's going to do it for you? Your mom? Mama? Hey, mama, help me. Save me, mama. Cứu, mẹ ơi, mẹ cứu con đi. Cha cứu con đi. So what you immediately said, this year is going to be 5 weeks straight. There's going to be a lot of suffering. Okay? Well, this guy is a good guy. Coming back to this story here. Năm tuần thôi. Số lẻ con. Sáu tuần bà mặc xanh lè. Nghe tới số sáu. So this monk is a good monk because he gives you the right message. He says, don't be so attached. Look at the big picture. Ông thầy cũng vậy, này đúng, nó là đừng có chấp trước vào cái chuyện lắc nhắc, nhìn cái tầm quan trọng, cái đại sự của đời mình. Ok? He says, the virtue of reciting Buddha's name is inconceivable. Công đức mà niệm Phật bất khả tư nghị. You cannot imagine how incredible it is for us to recite the entire week. Quý vị biết không? Mình niệm Phật một tuần rồi đó. Công đức nó không thể tưởng tượng được. Những người mà người ta bỏ việc, ta tới, ta tu, nó tới cả tuần đó. Cái người đó công phước, công đức nó lớn dễ sợ. There's some people who took a week off from their job to come here and recite Buddha's name for a week. Their blessings are incredible, inconceivable. Nó không thể tưởng tượng được. I assure you. Okay? It says here, only can you recite the Buddha's name and correct your faults, then can you reduce the calamities. The other dharmas are not fast enough. Okay? You should reduce your false thinking, and if you can acquire the condition, that's very good. Okay? Chỉ có niệm Phật sửa lỗi mới giảm bớt tai nạn, những phương pháp khác không còn kịp nữa, việc trừ bằng niệm nhất thiết đều tùy duyên là tốt. So far so good. Thế có tụng mà. Hả? Thuận nhi bất thuận nhi. À, bà đồng ý. She understood Vietnamese is pretty good. English-Vietnamese combination is pretty good. Sao quý vị nghĩ sao đồng ý là không đồng ý? Sao? Giữa tay quá này, run rồi. Tay mới chưa ngồi, chưa thiện mà chay đã run rồi. Sao? Đồng ý hả? Everyone agrees, right? This is good teaching. It's nothing about, it's okay to indulge yourself. Cái Phật Pháp á, nó không phải khuyên, Phật Pháp không phải khuyên cái việc vui sướng đi, sung sướng này rồi. Không có quảng cáo, không có hứa tầm bậy. Hứa là sung sướng, nói chuyện sung sướng không à. Ok. The proper dharma is not about telling people it's a wonderful, life is wonderful, life is beautiful. Jeez. Ok. It's a big picture. You're supposed to do big things. To do big things, you must make sacrifices. Có người á, mà có khả năng á, mà làm chuyện lớn á, là phải chịu hy sinh. Có làm chuyện lớn được. Anh hùng á, là những người đó toàn hy sinh hết. The heroes are the ones who make sacrifices. You want a big
to accomplish big things, you need to make sacrifices. Quý vị muốn làm đại sự là phải hy sinh. Okay? This is the proper dharma. Pháp đúng. Okay? So, this is a closing to help justify the fact that I asked you to recite the Buddha's name for 7 days in a row. And đây là cái lời để mà thầy dùng cái lý do mà để về khuyến khích quý vị bỏ thì giờ ra tới niệm Phật cả 7 ngày liên tiếp. Cái đó là cái chuyện công đức rất là lớn lao, rất là khó khăn. So this is you created incredible blessings and I'm very proud of you. Mình thầy rất cảm ơn quý vị tới tham dự. Okay, I'm very pleased. Thank you very much. Ngày mai hết rồi hả? Ngày mai ngoại đi về hả? So now she has to. Oh, so she's leaving tomorrow because she has to go back to work. But let me close to you by saying this teacher here, his last instructions are incorrect. Okay. Because thầy xin nói cho rõ cái lời dạy này, những cái lời cuối cùng nó sai lầm. Where is he incorrect? Trật chỗ nào? Lời dạy này trật chỗ nào? Where is this instruction wrong? Nghe pháp phải lắng tai mà nghe và hiểu là cái pháp này nó đúng chỗ nào. Where is it wrong? When you listen, you have to pay attention. Where is the discrepancy? Where are the inadequacies? Where? Ở đâu? Thế thì I'm running out of time. I'm going to tell it to you because you guys are just... To say that to recite the Buddha's name and correct your faults will reduce the calamities, and then the other methods are not as effective is incorrect. Nói niệm Phật với sửa lỗi mới giảm bớt tai nạn, mà những phương pháp khác không còn kịp nữa là không có hiệu quả như vậy, cái đó là sai lầm. It's wrong. Nói như vậy là sai. Đức Phật dạy 10 vạn pháp môn khác nhau, 8 vạn 4 ngàn pháp môn khác nhau, tại sao chúng nó niệm Phật tại hơn cái kia? Tâm bậy, người này chưa hiểu pháp của Phật. Đức Phật ơi, con nghĩ Đức Phật bỏ thì giờ phí thì giờ của con giảng con 8 vạn 4 ngàn cái pháp môn khác nhau để phí thì giờ của con hả? Giỡn quá. The Buddha spent time to teach us 84,000 different Dharma doors, and reciting the Buddha's name is only one of them. Cái pháp niệm Phật chỉ là một trong cái 8 vạn 4 ngàn pháp môn thôi. Tại sao nói là cái đó là pháp kia, nó cái nào pháp hay nhất? Tầm bậy. Người này chưa hiểu pháp. Sai lầm, dạy sai. Hoàn toàn sai lầm. Không biết mà dám nói tầm bậy. Cô chỉ có quyền nói như vậy khi mà cô nói là tôi đã tu 8 vạn 4 ngàn pháp môn rồi, và tôi thấy tất cả trong trường hợp này, tất cả những pháp kia chỉ có pháp này là pháp tốt nhất. Thì thầy tin mình là người có lý trí, mình nói phải có căn cứ chứ, đúng không? Thầy cam đoan với cổ là ông này chưa tu đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Thầy cam đoan cô đó chưa tu nổi đâu.
mà dám nói như vậy, mà tầm bậy. Ta đã đi ngược lại cái lời của Phật. Nghe Pháp phải nghe cho kỹ, ok, rồi lắng tai mà nghe. Nó phải đúng với cái chánh pháp, đúng với cái lời Phật dạy thường mới tin được. Nói là nói tầm bậy, nói là nói khoe khoác lác, tầm bậy. Thầy, các con nghĩ đó, tại vì đây là quý vị đã muốn khuyên Phật tử, tại vì để chỉ có pháp môn niệm Phật nó dễ dàng, thì người đời người ta thích nó là dễ trong cái chuyện tu. Nên con nghĩ là nó sẽ phải. Nói như vậy nhưng điều nó sai đó, thì như vậy nó đi là có hại cho Phật pháp. Không được, mình nói như vậy không được, nói như vậy là sai lầm, nói như vậy là sai lầm. Tại sao? Tại nó hại dễ sợ, nó hại cho những người như đời của cô nè, những đời của sau này đó, nó nghe những lời nó, ôi vậy tôi đi niệm Phật thôi, tâm bậy. Tại cái ông đại tăng cũng nói như vậy mà, đâu có được. Đang hại cái thế hệ sau này, cái tu trật đường. Ai hại lắm. Một cái người mà lớn tuổi, một cái người cao tăng rồi mà đi mà nói những lời tầm bậy như vậy, biết không? Đọa đi ngục đó. Đọa đi ngục đó, dễ sợ lắm. Tại cô phải biết á, mình bậc trưởng lão, mình có trách nhiệm, mình phải hướng dẫn đời sau. Những cái nhất cử nhất động của mình, những lời nói của mình nó có cái giá trị. Thành người mà nhỏ như thầy này nói có 5-6 người nghe thôi thì không sao. Trật hại có 5-6 người thôi. Những người này hại biết bao nhiêu người, nhất người xuất gia biết bao nhiêu người đi trật đường tấm bảy. Ta hại lắm. Cái này khi mà quý vị tới tu mà trình độ ông này rồi khá rồi đó, rồi còn dám dạy như vậy là như vậy là sau này khó tiến bộ lắm. Tại ông đang phá cái tu hành người khác thì cái tu hành ông sẽ không được tiến bộ nữa. Dễ sợ không? Sao con biết là ngài nói như vậy? Ý ngài sao sao không biết được? Cái ý của ngài mà đàng hoàng thầy là không chỉ trích rồi. Ý là ý trật. Thầy cũng phải rửa cho các con không, còn sửa cho ổng nữa. Sai lầm, không được dạy như vậy. Người hòa thượng không được dạy như vậy. Nó sai lầm. Mình chỉ nói trong phạm vi mình thấy thôi. Người nói đối với tôi, nếu mà cá nhân tôi thì tôi sẽ niệm Phật, tôi sẽ sửa lỗi để tôi tránh những cái tai nạn như vậy. Cái giá trị nó cao hơn nói câu này là hư, là pháp hư, pháp trật. Cô có hiểu không? Ông cũng có một cái ảnh hưởng ý chấp như vậy thôi, mà dùng cái lời đúng, tại cái lời dạy nó đúng, tại cái ảnh hưởng nó lớn dễ sợ lắm. Cái ảnh hưởng này nó hài, chứ không phải là tốt. Đối với người thầy á, nói một cách khiêm tốn, cá nhân tôi đó, tôi thấy niệm Phật nó hay dễ sợ, sẽ tránh được cái tai nạn này. Cái đó đúng, ông nói cái đó là đúng, mà ông nói cái này hơn tất cả pháp môn khác là sai, là không được. Hiểu không? Cũng một cái mục tiêu như vậy, cũng một cái kết quả để cái phương pháp nó trật. Thành thầy cũng nói cái pháp này pháp trật, hiểu chưa? Nó rất là tế nhị. Lúc mà con tới làm lúc mà sư cô mình thành sư bà rồi, phải cẩn thận những cái chuyện này. Mình không thể nào nói tầm bậy tầm bạ để đời sau nó đi lạc đường, là mình tu hành cũng tiêu luôn nữa. Tại mình đang làm người ta đang lạc đường thì làm sao mà đi đúng đường được? Cái hậu quả nó lớn lắm, phải riêng với ổng không, mà còn với những bao nhiêu người khác nữa, một cùng nó đi với nhau hết. And the Bhikshuni disagrees with me. She says she understands who this person is because he's very famous, and they study his teachings very clearly, and they regard him a lot. They have high regards for him. He's a well-known monk. And she says that my criticism is correct, but I think she feels that it's this monk here. He probably thinks the same way, but he feels that he should explain this to his followers so that they can
can do something about. This is for his followers who are much lower level. Okay, and I say, no, that's it. That's also incorrect. Okay, why is that? Because my premise is that when you are high-level Sangha and you explain things, you influence the future generation. So him to say that to recite the Buddha's name is the most effective Dharma to solve this current problem of all the 84,000 Dharma doors that the Buddha taught, implied, then it's incorrect. Because I assure you, I feel that, I'm very sure, okay, I'm willing to go to hell if I'm wrong, that this monkey has not cultivated 84,000 Dharma doors yet. He hasn't. That's why he's ignorant enough to dare say that reciting Buddha's name is the most effective one. It's only because he has not cultivated the other Dharma doors yet. Okay? So immediately he listens and says, oh, this is wrong. Okay? And if the Bhikshuni says this is his way to teach lower level people, I say, if his intention is so, to teach lower level people, then if he had a little bit more wisdom, he would have said this. I said, in this situation with the problem we're all facing right now, I personally feel that I would recite the Buddha's name and correct my mistakes so that it will reduce my calamities, because I feel the other methods are not as effective. That is precision. Is it clear? He says only in a humble way, he said, I feel this is the best way for me. Okay? That shows wisdom and humility. Khiêm tốn vậy mới thấy mà người này có người có trí huệ. Con người mà chưa có trí huệ nó khoác lác, không biết mà nói. So this person doesn't have real wisdom in my eyes. This is why I read these things and I say, okay, this person doesn't have it yet. I'm not going to waste my time. Thành thầy rất là ứng phí thời giờ của thầy. Thầy đọc lẹ lắm. Thầy đọc cái này thầy quay. À, cái hàng người này hả? Chưa có trí huệ, không thèm đọc tiếp, phí thời giờ của mình. I read this section and I said, he's wrong. He doesn't have any real wisdom. Okay, because he's making claims that are unsubstantiated, and it shows he doesn't understand, he doesn't know how to cultivate. Mm-hmm. Okay, the person who has real wisdom, who really understands, would be humble. Cái người mà hiểu có trí hệ thực sự sẽ rất là khiêm tốn, sẽ nói là tại vì tôi biết cái gì không thể nào hiểu cái cảnh giới tôi được. Okay. À, tôi không cánh rất khiêm tốn, nói là tôi không thể nói cái vị tôi ở đâu, để tôi chỉ nói cái vị được á, là tôi tin rằng á, ok, nếu cái vị tin tôi đó, cái vị tôi tin rằng á là cái niệm Phật nó tốt nhất cho tôi mà. Ảnh hưởng nó còn lớn hơn nói câu này. If he were to say if he has real wisdom, I say I don't have any real wisdom, he would say that I don't have any real wisdom. But I personally believe that I would recite the Buddha's name and correct my mistakes in order to reduce my calamities. Okay? Because I feel all the Dharma doors is not as good. If a person states it that way instead of making this sweeping claim, it's a lot more effective, a lot more credible, would be a lot more beneficial. And it's true. What should happen? Chứng tỏ cái người này chưa có trí huệ chân chính mới dám nói những cái chuyện tầm bậy như vậy. Ok? Ok? And then, finally, this is more advanced for you. I'm going to give you a flavor. To reduce your false thinking and everything you accord with conditions, he does not know what accord with conditions is, because this section, the entire section, shows he does not understand how to accord with conditions. Cuối cùng, diệt trừ vọng niệm nhất thiết đều tùy duyên là tốt. Cái câu này là cho thấy là cái lời trước dạy đó,
không hiểu tùy duyên là cái gì. Vẫn chưa hiểu pháp tùy duyên, ta mới nói những lời đó. If you understand how to acquire the conditions, okay, you will not explain the prior section. Dùng những cái lời mà không hiểu nói tới bài. So I say this is why when I listen to the teachers, I'm very critical. I say when you use these words in the context of this as the whole picture here, there's a contradiction. Thành thầy nghe pháp á, thầy cẩn thận lắm. Một cái bài pháp gì nói như vậy khúc này thôi đó, là khúc đầu nó chọn khúc cái câu cuối cùng. Thì cái người này vẫn chưa hiểu cái pháp cuối cùng. It tells me immediately this person does not understand how to acquire the condition, what it really means. That's why he went through all this crap in front. Okay? All right. Thôi, mình đừng lại ở đây. You don't have to agree with me. I just offer you my first of all, I want to, again, use this to tell you that reciting Buddha's name is incredible. I agree with him. And just tell you that when you learn the Dharma, you have to learn how to listen with critical ears. Nghe pháp, nghe có sự, có cái phối hợp với nhau. Nghe tất cả hết á, nó có lý không có lý. Chứ mà nghe một cái niệm Phật là mình đồng ý niệm Phật, là cái phần sau mình đồng ý hết, không có đâu. So when you listen to the Dharma, you have to listen to the entire message and see the consistency. Okay? Just because you a person is credible and you say, reciting Buddha's name is a great thing, it's correct. Okay, it's wonderful, it's correct. It's incredible blessings, it's correct. When then you add something in the back which contradicts the rest, okay, then the Dharma has trouble spots. All right, so let's stop here and do the transference. Mình ngừng lại đấy, hồi hướng công đức.